Từ ngày mai mùng 1 tháng 7, nghị quyết thí điểm về đấu giá biển số ô tô của Quốc hội chính thức có hiệu lực. Chính phủ đã ban hành nghị định 39 quy định chi tiết một số điều nghị quyết 73. Như vậy, tới đây người dân sẽ được quyền lựa chọn cạnh tranh để sở hữu biển số ô tô theo mong muốn. Hiện nay công tác chuẩn bị cho các phiên đấu giá đang được gấp rút hoàn thiện. Toàn bộ cơ sở vật chất, nhân lực đã sẵn sàng để người dân bắt đầu làm thủ tục đấu giá. Bộ Công an dự kiến tổ chức phiên đấu giá biển số ô tô đầu tiên từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 8 năm 2023. Và để tham gia phiên đấu giá thì người dân cần chuẩn bị những gì? Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông sẽ thông tin ngay sau đây. Theo quy định tại Nghị quyết 73 là giao cho Bộ Công an là lựa chọn một công ty đấu giá độc lập với các cơ quan quản lý của nhà nước và đấu giá trực tuyến trên môi trường mạng thì như vậy là chúng ta thấy rằng là mọi người dân và mọi nơi mà khi mà chúng ta thực hiện đấu giá đều có thể vào cái trang đấu giá mà do công ty đấu giá đưa ra và chúng ta thực hiện các bước trình tự thủ tục theo cái video clip mà chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị khán giả để quý vị khán giả là uh, nghiên cứu và uh, thực hiện và thứ hai nữa là khi người dân mà tra cứu vào cái trang web về đấu giá biển xe ô tô thì đã có 9 cái bước quy trình thực hiện cụ thể bước 1 làm gì bước 2 làm gì bước 3 làm gì thì như vậy là chúng ta cũng rất dễ dàng là mọi người đều có thể tham gia được đấu giá với một cách làm gọi là thuận lợi nhất nhanh nhất và dễ làm nhất để vụ người dân để cho người dân có quyền lựa chọn biển số của tất cả 63 địa phương. Ví dụ như là người dân ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà thích biển số ở Hà Nội thì người dân tại ở thành phố Hồ Chí Minh vẫn có quyền lựa chọn biển số ở Hà Nội. Hay người dân ở Hà Nam mà thích biển ở thành phố Hồ Chí Minh hay thích một cái biển mang đầu 88 ở Vĩnh Phúc thì vẫn có quyền lựa chọn ở đấy. Thì như vậy là chúng ta thấy đây là một cái phạm vi mở để người dân có thể lựa chọn được tất cả những biển số của các địa phương trên toàn quốc dự kiến của cục cảnh sát giao thông là cấp trong thời gian uh, một quý thì nó dự kiến khoảng 100 000 biển đấy để đưa ra nhưng mà 100 000 biển này thì báo cáo với quý vị rằng là 100 000 biển này thì nó sẽ là một phiên đấu giá và trong phiên đấu giá thì nó sẽ có nhiều cuộc đấu không phải là chúng ta đấu cùng một lúc là 100 000 biển trong 100 000 biển đấy thì sẽ có rất nhiều những cuộc đấu tùy theo cái tình thực tế cũng như là nhu cầu của người dân và bộ công an cũng sẵn sàng đã có những các tình huống để ngăn chặn những tình trạng tấn công mạng và vấn đề thứ ba nữa là các cơ quan quản lý nhà nước về pháp luật thì cũng đã chủ động đấy, lắm bắt những tình hình những cái đối tượng đầu cơ để ngăn chặn ngay từ đầu không để được tiếp diễn thì như vậy chúng ta thấy là bằng ba cái biện pháp nghiệp vụ một là từ văn bản quy phạm pháp luật hai là về cái việc đấu giá công khai minh bạch sự giám sát của người dân của các cơ quan truyền thông và vấn đề thứ ba là bằng cái biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ thì chúng tôi nghĩ rằng là cái việc đấu giá biển từ xe ô tô sẽ đi vào cuộc sống đảm bảo lợi ích quyền lợi của người dân.